Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của eShip.vn. Đây là một số kênh thông tin bên mình. Video này, eShip.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen dành cho nam giới. Nói sơ về nguồn gốc của thương hiệu này thì Citizen bắt đầu vào những năm 1918, nhưng đến năm 1924, những chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên mang thương hiệu Citizen mới được chính thức xuất hiện. Đến mãi năm 1930, sau gần một thập kỷ thì Citizen mới chính thức thành lập công ty. Tiền thân của hãng đồng hồ Citizen là viện nghiên cứu đồng hồ Sokosha, Nhật Bản. Citizen luôn đi đầu trong các đột phá về công nghệ và giá cả, để chiếc đồng hồ sẽ trở thành một trong những phần không thể thiếu được trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay. Và đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một sản phẩm đến từ thương hiệu đình đám này. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Rất là nổi bật với một tông màu dial màu xanh lam sậm rất là đẹp. Mẫu Citizen ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã sản phẩm là AW0081-89L, sử dụng bộ máy G800 của thương hiệu Citizen. Đây là một bộ máy EcoRide, một công nghệ độc quyền đến từ thương hiệu Citizen này. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, nguyên siêu, siêu mặt, siêu dây vẫn còn nguyên nha các bạn. Phía đáy đồng hồ chúng ta cũng có một lớp siêu mỏng. Bây giờ mình sẽ mở lớp siêu mặt ra giúp cho các bạn có thể dễ dàng quan sát được mẫu sản phẩm hôm nay của chúng ta. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về size mặt của mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ có size mặt là 42mm. Với size mặt này thích hợp với các bạn nam có cổ tay 18cm, lên tay sẽ rất là tuyệt vời. Độ dày của mẫu sản phẩm là khoảng 10mm. Đây là một độ dày trung bình cho một mẫu đồng hồ nam giới nha các bạn. Kính được sử dụng ở đây là kính khoáng, có độ cứng cao, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy. Riêng với mẫu sản phẩm này thì với hy vọng là chiếc đồng hồ Citizen của chúng ta có thể phù hợp hơn trong cuộc sống thường ngày của bạn, thì đội ngũ sản xuất của Citizen đã quyết định tích hợp một ô cửa sổ lịch ngày ngay tại vị trí 3 giờ cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Cửa sổ lịch ngày này sẽ có một cái đặc biệt hơn, sẽ là có ngày cả lịch thứ luôn nha các bạn. Chữ mân này chính là viết tắt của thứ hai, là mân đây. Và kế bên sẽ là ngày của chúng ta. Rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng hàng ngày, khá là đặc biệt. Ngoài ra thì về thiết kế mặt số, Citizen đã lựa chọn sắc xanh trẻ trung cho mẫu sản phẩm này. Tông màu này vừa trang nhã đẹp mắt, nhưng đồng thời nếu bạn mang đến trên cổ tay của mình thì chắc chắn là sản phẩm sẽ rất là nổi bật trên tay bạn. Cọc số và kim hiển thị đều là những đường nét rất là thanh mảnh, mỏng và được thiết kế nổi bật trên mặt số màu xanh. Để có thể xem thời gian trong điều kiện thiếu sáng, Citizen đã phủ một lớp dạ quang trên kim hiển thị, đảm bảo cho bạn sẽ có thể xem được thời gian ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. Vỏ và dây đeo ở đây được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L, tạo nét chắc chắn và khả năng chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong điều kiện nước biển hoặc là chất lỏng có tính axit như là mồ hôi tay của chúng ta. Bên cạnh đó thì thép không gỉ 316L cũng có đặc tính chống lại các đặc tính tự tính. Đồng hồ Citizen, đặc biệt là với dòng EcoRide này, vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với những ai muốn sử dụng một sản phẩm xanh, bảo vệ được môi trường. Và nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ như thế này thì phiên bản Citizen AW0081-89L chính là một trong những sản phẩm phái nạnh không thể nào bỏ lỡ được. Chúng ta có thiết kế rất là cổ điển, cùng với đó là các cọc số rất đơn giản, cọc số đơn. Riêng cọc 12 giờ là một cọc số đặc biệt, sẽ được đánh số La Mã, rất là cổ điển. Bên lòng trong của mặt dial chúng ta sẽ có các vân caro rất là đẹp mắt. Mình sẽ để nghiêng cho các bạn có thể dễ dàng thấy được các vân caro rất là nổi bật. Dòng chữ Citizen vẫn được đặt ở góc 12 giờ quen thuộc. Phía dưới chúng ta sẽ có dòng chữ EcoRide, đó là góc 6 giờ. Dây đeo chúng ta sẽ được thiết kế với dạng các mắt lớn, tạo nên nét chắc chắn, mạnh mẽ dành cho mẫu đồng hồ. Được thiết kế chế tác với xen kẽ nhau giữa chế tác đánh bóng và đánh phay xước, tạo nên điểm nhấn cho mẫu đồng hồ khi chúng ta lên tay. Mẫu khóa được sử dụng đây vẫn là mẫu khóa một lần gặp quen thuộc của Citizen, vẫn còn mới nguyên siêu 100% nha các bạn. Như các bạn có thể thấy, kèm với đó là nút bấm giúp cho chúng ta có thể mở ra
dễ dàng khi chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ và mẫu khóa chúng ta sẽ tự động bật ra, rất là đơn giản. Phía cây bát chúng ta sẽ có một cây bát đáy kín quen thuộc trên các mẫu đồng hồ sử dụng pin, cùng với đó là các thông tin cơ bản như là khả năng kháng nước. Mình sẽ để nghiêng một tí cho các bạn có thể dễ dàng lấy nét và thấy được những thông tin trên cây bát này. Chuẩn đồng hồ Japan Movement, tên thương hiệu Citizen. Ngoài ra chúng ta cũng vẫn không có những thông tin đặc biệt gì khác trên mẫu đồng hồ này. Rồi, tổng kết lại, chúng ta sẽ có một mẫu Citizen Ecoride dành cho nam, sở hữu công nghệ Ecoride đặc quyền, độc quyền của Citizen, với thiết kế rất là đơn giản, thanh lịch, với đường vân caro. Vân này thì được các nhà chế tác đặt tên là Gulokshe, được chạm khắc tinh tế trên mặt số. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay lên tay các quý ông sẽ cực kỳ lịch lãm và không kém phần trẻ trung, năng động. Đó là một số góc quay chi tiết về mẫu sản phẩm, và cùng với đó là những chia sẻ của xx.vn đến những bạn trẻ nào quan tâm đến mẫu sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.